Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cái ứng dụng có thể ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh cực kỳ là đẹp trên điện thoại di động. Và đặc biệt đây là một cái phiên bản không logo, không quảng cáo và hoàn toàn không mất phí. Các bạn chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận để tải cái ứng dụng này về và sau đó chúng ta tiến hành ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh. Và cái ứng dụng mà mình muốn chia sẻ, muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn chính là ứng dụng này, PhotoZoom. Các bạn có thể vào cửa hàng, chúng ta cũng có thể tải được cái ứng dụng này về. Thế nhưng khi chúng ta tải trên cửa hàng, nó tốn phí và phí cũng khá là cao nha. Đó, chúng ta chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận để tải cái phiên bản không mất phí. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn, xem cái ứng dụng này nó có những cái điểm gì hay ho này. Ta tải về và ta nhấn vào. Và đây chính là cái giao diện của ứng dụng PhotoZoom. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa đây. Thứ nhất là Magic Studio. Thứ hai là xóa người trên ảnh. Và thứ ba là zoom ảnh. Ví dụ ta chọn cái này chẳng hạn, ta nhấn vào này. Bây giờ ta chọn một bức ảnh bất kỳ. Đây, ví dụ mình chọn bức ảnh này. Và nó xóa nền cũng cực kỳ là sạch luôn. Đó, rất là sạch. Ok. Rồi, nó sẽ tự động ghép lên các cái cảnh cho chúng ta. Đó, ngồi ghế luôn. Đó. Nếu như chúng ta ngồi ghế, nó cũng sẽ ghép lên các cái cảnh như thế này. Đó, ngồi ghế đá đàng hoàng. Đó, chúng ta nhìn thấy nó ghép rất là chuẩn. Rồi, hoặc là ta sẽ thay một bức ảnh khác chẳng hạn. Đây, ta sẽ nhấn quay lại, ta thay một bức ảnh khác nhé. Đây, ta lại nhấn vào Magic này. Tiếp theo, ví dụ mình sẽ chọn một cái bức ảnh này. Đây, ta sẽ chọn một cái bức ảnh mà mình đã chụp như thế này đi. Ok, nó xóa cực kỳ là sạch luôn. Và nó sẽ tự động ghép lên các cái mẫu. Đó, nối này. Thì chúng ta thấy cái mẫu nào đẹp, chúng ta chỉ việc nhấn vào và ta lưu lại là xong. Ví dụ mình sẽ chọn cái mẫu này chẳng hạn này. Ta nhấn vào. Nhấn vào nó. Chờ nó loát. Rồi, đã xong. Ta có thể viết chữ, chèn thêm ảnh vào đây. Văn bản đây, viết chữ. Rồi, chúng ta điều chỉnh xong, chúng ta lưu lại nhé. Thì chúng ta muốn lưu lại, chúng ta nhìn thấy cái mục chia sẻ giống như hai cái que diêm hình tam giác đây. Ta nhấn vào nó. Và tiếp theo ta nhấn vào cái mũi tên này. Download và thị vượn. Ok, đã xong. Và ta có thể điều chỉnh tiếp những cái bức ảnh khác. Mình sẽ chỉnh sang cái hiệu ứng bên này, xóa hình nha. Ta nhấn vào. Và ta cũng chọn tới một cái bức ảnh bất kỳ. Chúng ta muốn xóa ai đó chẳng hạn. Đây, ví dụ bức ảnh này, ta nhấn vào. Đó, ở đây nó có một người này. Ví dụ ta không thích người này xuất hiện trong bức ảnh, ta chỉ việc chấm vào nó. Chấm vào. Đây, ta sẽ điều chỉnh cái này nhỏ xuống một chút để ta chấm cho nó chuẩn nha. Đây. Đó, đã xóa đi này. Và chúng ta di làm sao cho nó chuẩn một chút. Ok. Đó, xóa rất là đơn giản. Hoặc là người này, ta chỉ việc nhấn vào, ta di đi. Ok. Nó còn cái vệt đen đen, ta xóa lại tiếp lần nữa. Đó, như vậy là các cái hình người nó đã bị xóa hết. Và lưu thì chúng ta cũng làm tương tự. Hủy lệnh. Rồi, bây giờ ta sẽ quay lại tính năng khác. Kể cả là chúng ta tách nền cả cỏ cây hoa lá thì cũng rất là đẹp luôn. Đây là zoom ảnh thì nó đơn giản rồi. Đây, ví dụ ta sẽ nhấn vào chỗ này để ta tách nền của cây hoa lá này. Ví dụ ta có một cái
cây đào, cây mai hay là bất kỳ một cái cành hoa gì chúng ta muốn tách nền, chúng ta cũng làm như vậy. Ví dụ cái này, nhấn vào và nó sẽ tách nền này. Xác nhận. Ok, nó đã tách nền. Muốn lưu lại ta chỉ nhấn vào đây, lưu lại. Hồ sơ này, nó còn rất nhiều những cái tính năng hay ở bên dưới này nữa. Thì các bạn chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận để tải về và sau đó chúng ta tiến hành ghép nhé. Chân dung về tình yêu đây, chúng ta có thể ghép vào đây. Đấy, ví dụ ta sẽ chọn cái này chẳng hạn, ta nhấn vào. Ok, và ta chỉ việc nhấn vào chỗ thay thế. Đây, ta nhấn vào đây thay thế. Và ta chọn tới một cái bức ảnh mà chúng ta muốn thay. Ví dụ bức ảnh này, ta nhấn vào. Và nó sẽ tự động nó quét, nó xóa nền đi. Đó, rất là hay. Nó xóa cũng cực kỳ là sạch luôn cái ứng dụng này. Rồi và để lưu lại thì chúng ta cũng chỉ việc nhấn vào đây ta lưu. Lưu vào thư viện. Như vậy là xong. Chúng ta thấy cái mẫu nào đẹp chúng ta chỉ việc nhấn vào và ta tiến hành ghép ảnh, nó sẽ tự động ghép cho chúng ta. Ứng dụng này cũng khá là hay. Thì các bạn hãy nhấn vào link ở phần bình luận để tải cái ứng dụng này về nhé. Các bạn hãy nhanh tay lên. Link của ứng dụng nó sẽ hết hạn trong vòng 3 ngày các bạn nhé. Rất nhiều bạn nói là tại sao link toàn hết hạn, thì cho các bạn vào nó quá thời hạn 3 ngày là nó sẽ mất. Rồi video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.